Nổi rồi.
Nằm đây đợi nước sôi nhé. Nước sôi mẹ tắm đi nhé. Con mình nằm đây chơi nha, xong rồi đợi tí ăn nước sôi thì mình đi làm nước tắm cho Abi nha. Abi ơi. Abi ơi, nó nước thơm thế hay là sôi rồi đấy? Abi ở đây nhé, mẹ bảo mẹ xem nồi nước sôi cho nhé. Để xem nồi nước sôi cho mẹ pha nước để tắm cho. Nào, ôm đi cho này. Ô, sôi rồi. Mẹ rửa tay xem nào. Má đông con. Mặt quá nhỉ. Thích không Abi? Nước này thơm nhỉ Abi nhỉ? Thank you.
À, cho mày mượn đây này nè. Chào Abi. Ừ, có mát không?